Hello, xin chào mọi người. Nay em lại mới về con máy liên hợp của Nishino. Con này thì được thiết kế là hai motor, một và hai motor. Và con này sẽ có bốn chức năng: thẩm này, cuốn này, cưa này và thêm một chức năng nữa là bổ mộng đây. Đấy. Bốn chức năng mà sau đây em sẽ đo thông số chi tiết máy cho các bác xem. Con này bàn của nó là được 265. 265 và chiều dài của bàn thẩm là 1675. Bàn cuốn bàn chính là được 365. Còn bàn phụ bên trong là 43. Đây. Và ăn gian là 45 thôi nhá. Đây. Đấy. Ăn gian là 45. Và chiều rộng của bàn cưa là 485. Chiều dài của bàn cưa là 80. Ok, sau đây em sẽ bật video test máy bác xem. Và con này được thiết kế là hộp số và có hai cấp nhá. Đây, hai cấp nhanh chậm này. Đấy. Bật máy này. Phẳng lì luôn. Đấy, rất là ngon. Rồi test được tốc độ nhanh này. Đấy. Đấy, tốc nhanh không anh nhá. Đấy, rất là phẳng mịn luôn này. Phẳng lì luôn. Đây, mình sẽ test bản thân. Bạn nào cần thì liên hệ em 0973 766 225 em ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Xin chào mọi người.